Cảm ơn cô đã giới thiệu NutriMax. Đau nhức sẽ được giảm ngay sau chai đầu tiên. Sắt Cartilage giúp giảm đau cho người bị bệnh phong thấp, thoái hóa xương và gai xương. Sắt Cartilage có chất glucosamine giúp kích thích việc tái tạo chất nhờn ở khớp xương. Sắt Cartilage có chất chondroitin giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Sắt Cartilage giúp ngăn ngừa các chứng bệnh về thoái hóa võng mạc. NutriMax, có sức khỏe, tất cả trong tầm với.